Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng ngày khai giảng lớp hè tiếng Việt tại vùng Hoàng Thành Đốn do Bích Phượng và Đậu Thành Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Lớp hè tiếng Việt lần thứ 43 của Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoàng Thành Đốn VYA đã được khai giảng vào ngày thứ Hai 24 tháng 6 2019 tại trường trung học Robert Lee, thành phố Springfield, Virginia. Trong tinh thần bất vụ lợi, các bậc cha, anh, cô, chú, bác của Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoàng Thành Đốn ngày xưa và anh chị em của thế hệ VYA tiếp nối ngày nay đã và đang cùng nhau thiết tha, miệt mài, góp một bàn tay xây dựng để duy trì, khuếch trương văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam truyền thống trong cộng đồng Việt hải ngoại hơn 4 thập niên qua. Lớp hè VYA 2019 năm nay mở cửa cho phần ghi danh vào lúc 6 giờ chiều, ngày thứ Hai 24 tháng 6 2019. Các lớp học bắt đầu cùng ngày thứ Hai 24 tháng 6 2019 từ 7:30 chiều đến 9:30 tối. Trong buổi học đầu này, các học sinh VYA sẽ phải trải qua một bài thi khảo sát trình độ thích hợp ngay tại lớp học. Ngoài những lớp tiếng Việt hàng năm, VYA còn có những chương trình đặc biệt như SAT, CK10, TAPA. Những chương trình này đã và đang tiếp tục mang lại những sắc thái riêng cho những sinh hoạt của Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoàng Thành Đốn. Buổi họp mặt chung với phụ huynh học sinh PTA Meeting cũng đã được tổ chức vào ngày nhập học thứ Hai 24 tháng 6 vào lúc 7:45 chiều. Đây là dịp để nhà trường và cha mẹ cùng ngồi lại với nhau, nối nhịp cầu thân ái và đặc biệt là để tìm hiểu thêm những sinh hoạt của Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoàng Thành Đốn, cũng như lớp hè VYA năm 2019. Các anh chị em đã bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến với các thầy cô và các anh chị em đã dành thời giờ quý báu chung sức xây dựng VYA. Ngoài ra, hội cũng không quên ghi ơn quý vị cố vấn, ân nhân Mạnh Thường Quân, phụ huynh học sinh và thân hữu đã tin tưởng và hỗ trợ Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoàng Thành Đốn trong nhiều năm qua. Kính thưa quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là cô Lê Thúy Thanh, cô cũng là một trong ban chấp hành của Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoàng Thành Đốn. Bích Phượng kính chào cô. Dạ, xin chào chị Bích Phượng và chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, là mỗi năm số học sinh càng ngày càng giảm, có lẽ vì là mọi người không nhìn thấy cái tầm quan trọng của tiếng Việt nữa, cho nên mặc dù ban chấp hành và các thiện nguyện viên rất là cố gắng để mà làm mọi cách để thu hút các em, nhưng mà nó cũng khó là tại vì cần phải sự hỗ trợ của phụ huynh và cộng đồng Việt Nam để mà phổ biến tiếng Việt đến cho các em và giữ được tiếng Việt lâu dài hơn nữa ở đất khách quê người. Cái thời gian em mà học tiếng Việt nó có vẻ là rất là khó cho một số gia đình, nhưng mà tại vì nó có cái gì, nó cũng có cái lợi và nó cũng có cái hại của nó. Như là các em mà học tiếng Việt trong năm á, thì cũng khó là tại vì có nhiều cái sinh hoạt khác cho các em làm, mà bắt các em học tiếng Việt thì cũng tội cho các em, cho nên trường đã mở ra được 40 mấy năm mà mình vẫn giữ được cái mùa hè, là tại vì có thể có những em mất một ít lớp, một ít ngày học, nhưng mà những ngày khác nếu các em tập trung học thì nó có hiệu quả rất là tốt, tại vì các em sẽ trau dồi và về nhà nhiều khi bố mẹ có thêm thời gian để dạy cho các em, mà các em không có bị chia trí phân tâm với những cái bài vở ở trường, thì cái đó là một cái thời gian rất là tốt, tuy là nó chỉ là 6 tuần nhưng mà nó rất có hiệu quả cho các em. Nếu mà cha mẹ chịu khó hy sinh thêm một chút thì về lâu dài các em có một thêm một cái ngôn ngữ, mà ngôn ngữ của trong dòng máu của mình để mà giữ cho những thế hệ sau. Ngoài cái tiếng Việt ra, mình cũng có muốn giữ các em ở lại trường để gần gũi với cộng đồng Việt của mình, là mình có chương trình SAT để cho các em luyện thi, và mình có hai cái chương trình khác nữa, phụ giảng cho giáo viên, và mình có một cái nữa, cái chương trình nữa là phụ diễn, tức là mình có một cái màn trình diễn lễ mãn khóa và các em giúp cho cái lễ mãn khóa đó. Thì trong cái chương trình phụ tá cho giáo viên thì các em được cơ hội để mà giúp cho các giáo viên làm những công việc
cần thiết trong lớp và dạy một phần nào đó dạy tiếng Việt cho các em nhỏ hơn. Rồi các em cũng tham gia vào lễ đóng góp cho lễ mãn khóa và làm những cái sinh hoạt riêng của các em. Trường cũng cho cũng mời những cái người Việt Nam mà đã từng ở VYA hoặc là những người Việt Nam thành công ở thành công trong cộng đồng hay trong xã hội Mỹ để mà về nói chuyện với các em, để khuyến khích các em phát huy tài năng của mình để mà cho mọi thế giới và mọi người ở nước Mỹ thấy là người Việt của mình cũng có khả năng và cũng có tài năng. Dạ thì nói chung là mình start out là bắt đầu dạy ở trường này, nếu mà những đứa mới đầu tiên là dẫn hai đứa con tới đây để học trường, và bây giờ thì mấy cháu đã lớn rồi, đã vào đại học, nhưng mà lý do là tiếp tục giúp đỡ trường dạy là tại vì muốn cho các em khi lớn lên cũng vẫn còn học được tiếng Việt, duy trì ngôn ngữ Việt Nam. Thành ra mặc dù rất bận rộn nhưng mà sau giờ làm việc cũng ráng tới đây để mà hy vọng là tiếng Việt sẽ mãi mãi được phát triển trong cộng đồng Việt Nam, ngay cả những em bé mà được sanh ra là lớn lên ở nước Mỹ. Đây là năm thứ ba mấy cháu học ở trường đây. Thì mỗi năm mà đi cho mấy con đi học thì cha mẹ phụ huynh rảnh rỗi thì cứ ra phụ mọi người mỗi tay. Hiện tại thì mang chiếc áo này làm ban trật tự để giúp cho nhà trường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự ngày khai giảng lớp hè tiếng Việt Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoàng Thịnh Đốn tại thành phố Springfield, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn bè và thân hữu, mẹ, bà nội và bà ngoại của chúng tôi, bà Đinh Thị Lệ Minh, pháp danh Nhuận Viên Mẫn, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1937 tại Quảng Bình, Việt Nam, từ trần vào lúc 6 giờ chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại Silver Spring, Maryland, hưởng thọ 82 tuổi. Linh cữu được quàn tại Fairfax Memorial Funeral Home 9902 Braddock Road, Fairfax, Virginia 22032. Chương trình tang lễ thứ sáu ngày 5 tháng 7, lễ phát tang và cầu siêu 4 giờ chiều, thăm viếng 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Thứ bảy ngày 6 tháng 7, thăm viếng 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, lễ cầu siêu 4 giờ chiều. Chủ nhật ngày 7 tháng 7, thăm viếng 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, lễ cầu siêu và di quan 10 giờ sáng, hỏa táng 12 giờ trưa. Tang gia đồng kính báo: trưởng nam Lâm Nhật Anh, vợ và các con; trưởng nữ Lâm Châu Thi, chồng và các con; thứ nam Lâm Nhật Thanh, Lâm Nhật Phương, vợ và các con; Lâm Nhật Phong, vợ và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Kính mời quý đồng hương và thân hữu tham dự buổi họp mặt ngoài trời tại Lake Fairfax Park, Reston, Virginia, Canopy G, 1400 Lake Fairfax Drive, Reston, Virginia 20190 vào ngày Chủ nhật 7 tháng 7 năm 2019 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ban tổ chức tha thiết mong đợi sự hưởng ứng của đồng hương và thân hữu tham gia đông đảo. Mong chúng ta sẽ có được một ngày họp mặt vui vẻ và đầy ý nghĩa. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Phích 469-583-8012 hay ông Vũ 703-898-5876. Hội cựu học sinh trường Trung tiểu học Văn Đức kính mời quý linh mục, phó tế nữ tu, quý thầy cô, quan khách tân hiếu, quý cựu học sinh và gia quyến đến tham dự Văn Đức hội ngộ kỳ mời tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Santa Ana, California lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2019, ôn lại kỷ niệm tình thầy trò và đồng môn. Mọi liên lạc xin gọi thầy Mỹ 714-722-2232, cô Hoa 714-623-2324 hoặc Bùi Văn Bằng 704-287-5301. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ sắc hoa màu nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042. Mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301-529-5603, Bích Duyên 703-599-6043.